Kính chào quý vị khán giả trên kênh Oanh Luân TV. Đặc biệt hôm nay là Oanh Luân TV rất là hân hạnh. Có hai khách mời, không phải khách mời mà từ hai em đến từ tỉnh Đắk Lắk. Đây cùng đến để thứ nhất là thăm lại cái mô hình cái giống chanh dây của công ty Thông Vàng. Đây cái của tôi là trồng được gần 5 tháng. Đây giờ tôi quay cho bà con nhé. Anh Dũng đâu rồi? Theo anh đến từ đâu thì cùng cho quý vị khán giả được biết. Vâng, chào bà con trên kênh đăng ký kênh của YouTube Oanh Nguyệt nhá. Mình cũng đến từ huyện Cư Mga, tỉnh Đắk Lắk. Thì mình đã biết anh từ trên YouTube. Và để hiện tại mình đang đến vườn chính của anh đây, trực tiếp của vườn của anh là cái giống Thông Vàng. Đó, quý vị bà con thấy không? Mặt này, nó dày, nó đẻ tỷ lệ kháng bệnh và chịu dễ làm, nó rất đặc biệt, nó rất dễ làm. Đó. Cái lượng quả đầu này, lượng quả đầu và hoa này, cứ ra một mắt là có trái, mắt có trái, thậm chí là mới ra có hai mắt đã có lâm bông đây này, đó, mới ra hai bốc là lâm bông rồi. Đó. Nên mình cũng lên đây để tham gia học hỏi và để rút kinh nghiệm và để cùng sẽ mở tương lai, mình sẽ cùng theo anh và mở cái phân phối, nhà phân phối ông mở cái đại lý ở bên mình. Có ai liên hệ với mình thì số điện thoại là 0944 869 612. Là em là cùng mơ ước là đi qua đây là để ba mặt một lời thấy cái vườn cái giống của công ty Thông Vàng. Thì hai anh em ở đâu rồi? Đây hai anh em cũng có trao đổi, cũng có trao đổi là về là để mở cái đại lý của công ty Thông Vàng đúng không? Thì cùng mở để phân phối giống để cho ba con đỡ đi lại vất vả. Thì cũng là đưa cái giống này về ngay cái vùng đất nghèo để phát triển kinh tế đúng không em? Đúng rồi. Thì theo em cảm nghiệm thì anh em qua đây rồi thì em ba mặt một lời thì em vào đây em thấy cái vườn chanh này như nào thì em cho quý vị khán giả được biết cái vườn chanh của anh này là giống Thông Vàng, là nó đạt rất là hiệu quả. Em trực tiếp đi từ huyện Cư Mơ Nga Đắk Lắk lên đây thăm cái mô hình của anh để học hỏi kinh nghiệm và xem cái giống nó chất lượng để về giới thiệu cho bà con và mở đại lý để bán cho bà con cái giống này. Em nói như lời hứa thì em cũng có là mở đại lý đúng không? Thì nhân dịp đây Oanh Luân TV cũng là muốn là em đọc cái số điện thoại của em ở trên cái kênh của Oanh Luân TV. Người nào ở gần em thì cứ trực tiếp gặp để em để làm mở lấy cái giống cho được gần, vẫn gần phải đi xa thì đặc biệt em gần gũi với bà con hơn. Thì em cho quý vị khán giả được biết cái số điện thoại của em là số bao nhiêu? Số điện thoại là 0943 495 457, địa chỉ tại Bồn Dốc. Bồn Dốc à? Ea Hờ Đin, Cư Mơ Nga, Đắk Lắk. Ea Hờ Đin nha bà con nha. Thì em cũng đi bên ở nhiều rồi mà nhưng bên cái vùng em thì cùng mới phát triển cái chanh thôi, gọi là đang nhỏ lẻ mà như em thao qua vùng 2 hectare của Anh Luân TV này thì em cảm nghiệm là như nào? Chưa có vườn nào đạt đỉnh như vườn này. Vậy hả? Thì tôi sẽ đi một vòng cho bà con được biết nhé. Tôi không phải đứng một chỗ đâu. Đây cái lượng canh lượng quả như này đây. Đây đây. Thường thường mà cái chanh thì bắt lá ra mới thì trái, sao em bắt ra cho quý vị khán giả được biết đấy. Bắt lá ra. Đây. Đây đây. Cứ một mắt là một quả. Đấy chứ còn mà em thả ra thì bao giờ tưởng là người nào quay từ xa thì bao giờ thấy trái nhá. Đây đây đây. Để tôi đây. Qua bên này này. Đó. Vườn này là mới 5 tháng đấy. Vườn này 5 tháng. Bà con thấy không? Mới 5 tháng với bà con này. Đó, như đều là đây này, cái mắt thấy này, trực tiếp này đó. Cái lờ lường hóa đây thì bà con không đây. Phải là mình quay một chỗ đâu, chỗ nào cũng vậy, đều. Đấy. Tuy nhiên nó thì không phải là được đều 100% hẳn, nhưng có cái này cái kia. Đó, lên đây. Đó, quý vị thấy không? Đây là đấy, để tôi sẽ đi cho một bà con được biết đây. Mà theo anh thì cái tỷ lệ lường hóa ở đây, nó cái giống đấy nó cái dược điểm nó như nào và cái yếu điểm nó như nào? Cái này thì là nói gì đầu hóa đầu trái. Lường hóa nó như nào? Lường hóa là ra là đạt là trên 90%, 95%. Đó. Cứ ra một mặt là một hóa. Quá đạt luôn. Đấy. Thì tôi sẽ đi cho quý vị khán giả được biết. Người nào mà làm chanh mà không hiểu được về một số cơ bản thì gửi liên hệ đến anh hoặc tôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho bà con nhé. Đây cái lường bóng đây nha bà con nhé, lường bóng này tôi sẽ quay từ lên nhá, không bỏ một bóng nào. Đó. Cái bắt đầu cái lường chuẩn bị đầu đấy bà con nhé.
con cái lượng cành quả đây. Đó. Đây. Cái lượng hoa đây thì bà con cũng đây là cái giống này á, thì tôi cũng nói cho bà con được biết là cái giống này á là nó thứ nhất là nó kháng bệnh và cái tỷ lệ cái bệnh virus rất thấp. Đây, từ vào đây một cái vườn hầu như có một cái lá nào đổ mất cua đúng không? Đây nhưng đều là cơ bản là cái thiết yếu nhất là mình cái bùi cái quan trọng là cái chăm sóc. Và đặc biệt là không có cái nào nấm cù rỉ và lở cù rỉ. Đây. Vì xem quay lá đó. Từ là nón cho đến là già. Đó. Còn một cái tỷ lệ màu lên màu đấy thì bà con phải biết rồi. Đây tỷ lệ màu tôi quay đi cho bà con biết này. Đó. Đó, lường đây thì bà con nhìn đó rồi anh luôn TV sẽ chúc quý vị khán giả chúc hai em nhá sức khỏe rồi vì thành công ước mơ là được mở một cái đại lý của cái giống của công ty Thông Vang thì cùng anh luôn TV cùng gửi lời cảm ơn đến công ty của công ty Thông Vang thì mong công ty Thông Vang hỗ trợ thiết yếu nhất đặc biệt là về cây giống và đặc biệt là cây giống có uy tín và chất lượng. Để nơi Luân TV xin thân ái chào tạm biệt, chào tất cả bà con.